Xin chào tất cả các bạn nhé. Không biết bà con đã được lĩnh lương chưa nhỉ? Lĩnh lương rồi thì mau quất máy rìa đi bà con. Trước mặt các bạn là con iPhone X Max 256GB, TB là thay pin. Con này mình đã thay pin anh em nhé. Con này đã thay pin này. Thay pin này, nhưng mà mình để lâu ngày rồi nó hết pin nhá. Con này mình cam kết là men zin màn zin này. iPhone X Max 256GB 8,5 triệu thay pin nhá. Pin mới 100% luôn bà con nhá. Tiếp chương trình là con iPhone X Max 64GB này. Để cho bà con riêng trong ngày hôm nay nhá, mình cam kết là men zin màn zin, máy nguyên zin nguyên bản nhá. Pin 83 này, email ở đây. Để cho bà con là 7.300.000 đồng một con này. 7.300.000 đồng một con này. Tiếp tục chương trình là đến với bà con là con iPhone 11 Pro Max quốc tế màu xanh nhá. 11 Pro Max quốc tế màu xanh, máy còn nguyên zin nguyên bản nguyên áp. Bà con biết chưa? Máy nguyên áp suất là bà con biết chất lượng máy nào nhá. Máy nguyên áp thì mình sẽ không phải tả là máy còn zin hay không nhá, máy nguyên áp. Đây hình thức đây. Hình thức thì viền keng này. Viền keng này, con này chắc người ta không dùng ốp, là cái mắt viền cam hơi xước này anh em mình xem, viền cam hơi xước thôi. Nhưng để cho bà con giá cực kỳ hữu nghị luôn, 12 triệu 500 đồng, 12 triệu bà con có thể sở hữu được con iPhone X Max nhá, iPhone X Max này, à đâu nhầm, xin lỗi nhá, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro Max này, nhá, ok chưa bà con, đấy, con này để chế độ xoay ngang này, đấy, pin 87 này, ok, zin nguyên áp luôn, máy màu xanh viền đẹp lắm, để cho bà con 12 triệu. iPhone 11 Pro Max anh em nhé. Tiếp tục tục chương trình là đến với bà con là con iPhone. Cái này mình quên mật khẩu rồi, mật khẩu gì hôm trước đặt là gì quên mất rồi nhỉ. Thì mình xem lại nhé. iPhone XR độ 13 Pro màu xanh mới ra anh em nhé. Con này nó thật sự các bạn giống với 99%, giống đến 99% hàng xịn luôn nhé. Nó cũng là hàng xịn nhé. Nó cũng là hàng xịn, pin 90 hay sao đấy nhé. Máy của khách đang dùng bình thường nhé. Bán 6.900.000 đồng một con iPhone XR độ lên 11 Pro nhá. Và mắt to luôn, nhìn giống y hệt 13 Pro luôn bà con ạ. Đây còn màu trắng này anh em, ai thích màu trắng màu trắng, thích màu xanh có màu xanh nhá. Con này nó có hai cái lao này, tiếp mình thoát ra này. Đây, cái mắt đây, màu gold đây, 7.500.000 đây. Đấy, đây vỏ độ anh em nhá. Anh đây này, đây trước mặt các bạn là con iPhone vỏ độ của XS này. XS 12 Pro này anh em này, ba mắt này. Rất là đẹp luôn nhá. Anh em nào có nhu cầu độ vỏ thì cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ nhận độ tất cả luôn cho bà con. iPhone 6S quốc tế này 1.600.000 này. Đúng rồi nhỉ? Con nào đây nhỉ? Con này con nào đây sao? Nắm thế này. Sao thường này. Xếp này, con này là lúc trước nó để đây mình vắt đây thôi, mình chưa biết con này bị làm sao. Mình chưa bán được. Ticket mắc này. Ở sao còn con đẹp này. X Max pin 91 này, 8G này, pin 100 này, 3.4 triệu này, iPhone XR 128GB này, màu đỏ khó này. Lúc hôm trước là các bạn nào mấy bạn hỏi thay tranh nhau chốt mà chẳng nghĩ các bạn cọc tiền thôi thì mình lại bán lại này, XR đỏ khó này, nhá, 128GB này, còn xem pin bao nhiêu này, 5.500.000 là mình khẳng định các bạn luôn rẻ hơn cả 64GB, pin 83 này. Nó thật sự các bạn rẻ hơn cả 64GB. Mình đố các bạn đâu mua 128GB mà 5.500.000 đấy. Không có, hình như là hầu như là không có đâu. Trừ khi các bạn mua của người nào người chán, người chán bán cho người cần thôi. Đây, iPhone XS đây. Pin 85 nhá. Cam kết con này nguyên zin nguyên bản nhá. XS này 5.700.000 này. Đấy. Thông sao Toàn về sớm đấy, không ăn cơm à? Ừ, đấy, Toàn đi ăn. Thế mai nấu cơm nhá. Em làm rồi. iPhone 8G này. Con này xem nào. Mất cầm có cầm sau mà rồi. À mất cầm trước đúng không? Mất cầm trước này. Chẳng biết nào mình thay cầm trước đã, còn tính sau mình chưa bán vội nhá. 7G anh em này. 7G. 1.900.000 một con. Ok bà con. 1.900.000 một con 7G nhá. Vỏ số mình cam kết là zin. Vỏ số cam kết là zin. Đây 7G đây. Rất nhiều 7G cho bà con này. 7G này, 6S này, 6S 1.600.000 một con nhá. 8G này. Con này là mất phay đi này. Con mất phay đi thì mình bán 7.500.000 này, 11 Pro nhá. Mất phay đi thì mình bán 7.500.000 này. Con này đây, cái này là keo thì mình chưa kịp lau đâu anh em nhá. Hôm trước mình đang tháo ra thì mình cố gắng mình cứu phay, mình cứu phay nhưng mà không được, thôi bán gì thì 7.500.000. Cứu phay kể cứu phay bán là 9 triệu đấy. Không cứu được thì thôi. iPhone 7G này, màu hồng này. 2 triệu này. Có gì đâu nhỉ? Mình xuống dưới kia xem mày. Trung ơi, cầm đây, đang bán gì bán. Đấy em giới thiệu cái kênh em muốn nhé. Dạ vâng.
Anh Tuân à? Anh Tuân nay có kèo gì để cho bà con không nhỉ? Đây. Ngon bù rẻ nhá. 6F Plus 64GB. 6F Plus. 64GB full chức năng nhá. Để cho anh em là 2,5 triệu rồi. 6S Plus 64GB full chức năng, pin 1 lít. Rồi, tiếp đi. Đây là 6S. Ok, tình trạng 32GB full chức năng. Bao tiền? 1,6 triệu. Quá hợp lý, pin bao nhiêu? Pin 100 à? Pin 1 lít. Pin 100, quá hợp lý luôn bà con. Đây, còn con này cũng 6S nhá. 64GB full chức năng. 6S 64GB full chức năng bao tiền? Con này 2 triệu. 2 triệu. Ok. Hình thức đẹp. Còn đây 7 Plus. Ôi nhiều kéo thế. 7 Plus 32GB full chức năng. Màu gì nhỉ? Pin 1 lít màu hồng 5 tính. Màu hồng 5 tính à? Pin 100. Con này để cho mọi người là 3,5 triệu. Ok, 3,5 triệu. Quá rẻ luôn. Pin 100. 64GB mất vân tay. Rồi 6 Plus 1,8 triệu. 6 Plus 64GB mất vân tay. 1,8 triệu. Pin 1 lít. Còn con này hợp lý anh em ơi. Còn con này là 6G full chức năng nhá. 16GB full chức năng để cho bà con là 1,2 triệu thôi. Pin 1 lít. Pin 100 à? Hết pin rồi. Đâu để quay cho bà con xem à. À màu trắng rất đẹp nha bà con nhá. Màu trắng này. Đây 09. Màu trắng. Đẹp, rất đẹp. Nói chung là tương đối 99. Đây anh em mua máy. Đây là kèo của anh Tuân nha, anh Khâu Tiền nha. Mọi người lên mua hàng của anh Tuân, những con vừa rồi là liên hệ với số điện thoại của anh Tuân trên màn hình là 0913 078861. Liên hệ qua Zalo số này nhá. Mọi người nhắn tin qua Zalo cho anh Tuân nhá để được những kèo vừa rồi nhá. À bây giờ anh Tuân còn nữa không? Thế thì cầm xem nào. CS Plus quốc tế. Đẹp dài quá, anh đẹp dài quá. Con này 16GB, 1,8 triệu. CS Plus nhá, ZS luôn, Menzin. CS Plus 64GB, 2 triệu. Ui, sao rẻ tặng em gái trong này. CS Plus 64GB nhá. Quá rẻ mất vân tay, máy Zin, Menzin mất vân tay. Một con 2 triệu, 1,8 triệu. Ok, chết rồi, sao Vũ Vy Liên thì không biết là cái ra. Nào, anh Tuân cầm. Cầm kéo lại dơ. Đây nha. Đây anh em vừa đi ra bóng về. Ở đâu sau? Mình hôm nay có kèo cho bà con nha. Đây là iPhone X 64GB full chức năng. Mình bán cho bà con là 5 triệu. Thế thôi, còn kèo nào không? Có. Mình có con 7 Plus màu đỏ. Bypass 128GB không cam sau, bán cho bà con 1 triệu 8. Ok, số điện thoại đâu? Đây. Đây tôi còn. 6G 32GB full chức năng. Mình bán cho bà con 1 triệu 3 nhé. Còn con 6G 32GB bypass mình bán cho bà con là 700.000. Quá rẻ. Đây số điện thoại của mình nhé. Ai mua máy thì liên hệ với số điện thoại này qua Zalo của Hùng 6 nhé. Đây là kèo của Hùng 6 này nhé. Rồi chào bà con nhé. Đâu đến Vinh 6 đâu? Vinh 6 đây, chào anh em nhé. Này mình lên cho anh em là con iPhone 6S. Con này màn lô nhá. Con này tình trạng là sao mà lướt này. Tình trạng mất vân tay. Con này để cho anh em là 1 triệu rưỡi thôi. Ok, 1 triệu rưỡi. Con này là 6S Plus quốc tế. Con này mất vân tay hết. Pin bao nhiêu? Pin 1 lít nhá. Con này để cho anh em là 1 triệu 7. Đấy. Rồi 1 triệu 7. Tiếp theo là để cho anh em con iPhone 6G. Con này hết pin rồi. Full chức năng mất vân tay để cho anh em 1 triệu 2. Ok rồi, em nhé. Rồi số điện thoại đây 0338817052. Ok em nhé. Đây nhá, anh em nào mua thì liên hệ Zalo số này nhá. Ok em nhé, chào anh em. Đâu, hello, chào tất cả mọi người nhá. Đây, lâu lắm rồi mình không đi video vì mình có chút việc bận này. Hôm nay úp kèo cho mọi người toàn kèo ngon thôi. Đầu tiên là lên cho mọi người con rồi ôi. Con này con gì nhỉ? Cái con này là iPhone X. Con này màn mực nhá. À, thôi con này đang hết pin này, nên chẳng. Lên mọi người con khác đi. Lên luôn mọi người con iPhone 13 Pro. Nhưng mà nó là phiên bản của XG độ nhá. Đẹp long lanh luôn. Đẹp long lanh luôn, không một vết trước này, màu xanh blue này. Con này pin 8X. Main zin, màn zin, pin zin, pin 8X nhá. Để cho mọi người là 6.800.000. 6.800.000. XG độ 13 Pro nhá, màu xanh này. Xanh blue màu đặc biệt.
Đây, trên tay mình là iPhone 11. Con màu vàng là 128GB. Hình thức keng, đẹp keng nhá. Pin 85. Bản Mỹ. Để cho mọi người với giá là 8.500.000. Pin 85 này, pin zin 85 này. Bản quốc tế này, LLA nhá. Con đen này là 64GB. Để cho mọi người là 7.600.000. 7.600. 64GB. Pin cao. Pin 88. Rồi, pin cao luôn. Quá hợp lý. Quá rẻ. XN Max 64GB. Con này main zin, màn zin, pin zin 64GB nhá. Con này pin 82. Bản quốc tế LLA, hình thức là phế, mình báo luôn mọi người là phế. Để cho mọi người là 7.200.000 đồng. Rồi ok. 7.200.000 nhá. Con này chưa lên. À đây, còn số XS này thì rẻ lắm mọi người này. XS hiện tại mình còn 3 màu luôn này. Đen, gold và vàng nhá. Con màu vàng này là 64GB. Ba con này đều là bản quốc tế, 64GB. Con vàng này 64GB này. Ui chết rồi. Con vàng này là 64GB. Mình báo luôn cho mọi người là con này mình đã thay lưng nhá. Còn lại là zin hết. Mỗi lại thay lưng rồi. Mỗi làm lưng thôi nhưng mà làm rất đẹp luôn, mọi người nhìn rõ này. Rồi ok. Pin 8X để cho mọi người là bao nhiêu tiền này? Để cho mọi người 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. XS vàng. XS vàng. Pin 8X full chức năng nhá. Full Face ID nhá. Main zin, màn zin nhá. Còn đây là một con đen và một con trắng. Hai con này là cũng là XS nhưng mà là bản 256GB. Pin 8X, pin zin. Bản quốc tế là Full Face ID. Để cho mọi người là 6.200.000. 6.200.000. 256GB. Rồi ok. Mình cũng báo là thay lưng nhá. Hai con này mình thay lưng. Báo hàng thay lưng luôn. Đây, tiếp theo là mình lên cho mọi người con 8 Flut. Mình còn hai con này. Một con vàng và một con gold này. Hình thức thì gọi là 9899 rồi. Để cho mọi người 8 Flut màu đen để cho mọi người là 4.700.000 nhá. Màu gold để cho mọi người là 5.000.000. 64GB full chức năng bản Mỹ. Quá rẻ, bây giờ máy quốc quá, tế nhá. Quá rẻ luôn anh em. Mình bán quá rẻ luôn. Không đâu rẻ như ở đây. Đây lên nốt cho mọi người con này. Ôi giời nhiều máy quá. Màn con này là iPhone X nhá, mình giới thiệu đây là iPhone X này. Full chức năng, full Face ID. Màn mực, chỉ màn mực thôi nhưng mà cảm ứng bình thường, không liệt cảm ứng nhá. Màn mực góc bên này. Mực tay thỏ, mực tay thỏ. Mực tay thỏ thôi. Còn mọi chức năng sử dụng bình thường, viền keng đẹp này. Để con này 64GB để cho mọi người là 3.500.000. 3.500.000 iPhone X full Face ID full chức năng. Màn mực một tí ở góc này. Nó đang hết pin rồi, mình đang sạc hết pin nhé. Thì mọi người mua hàng thì liên hệ với những cái số điện thoại của mình là 033 760 6917. Là số điện thoại trên Zalo của mình nhé. Mọi người mua hàng thì kết bạn Zalo của mình. Ai chốt kèo thì liên hệ với Trung Nghiện số này nhá. Ui không nghiện đâu, mình chưa người yêu đâu. Thôi chào anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá.